diễn tuồng tàu khỏe có chi mô, ông Tổng đang đùa với tử thần. Sau nhiều ngày dân tình đồn ông đã chết thì vào ngày 15 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ xuất hiện trước hội trường Ba Đình, bác bỏ mọi tin đồn độc nhắm vào ông. Từ những hình ảnh được truyền hình trực tiếp cho thấy, ông Trọng chậm chạp bước ra hội trường. Xung quanh có đầy đủ những nhân vật chủ chốt của Đảng và Nhà nước bao gồm Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai. Những người này đi sát bên cạnh ông với tư thế sẵn sàng đỡ nếu ông bị ngã, đổ sập xuống. Hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng già nua đang cố lết ra hội trường tại Quốc hội. Sự xuất hiện của ông Trọng quả thật đã dập tắt tin đồn, tuy nhiên việc này cũng khiến người dân thấy rõ sức khỏe ông thật sự đang có vấn đề. Người dân quan tâm đến sức khỏe của ông chủ yếu là do hiếu kỳ và cũng do tò mò theo dõi xem những đệ tử của ông sẽ đấu đá với nhau ra sao để mà giành chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Giờ đây câu hỏi đặt ra là liệu ông Trọng có còn đủ sức khỏe để tiếp tục ngồi chiếc ghế Tổng Bí thư nữa hay không, hay ông sớm về vườn. Hình ảnh truyền hình cho thấy ông Trọng bước vào hội trường với những bước đi lẫm chẫm như một đứa trẻ đang tập đi. Không khó để thấy rằng ông đã nỗ lực hết sức để nhấc bước chân vào hội trường. Với một người khỏe mạnh, việc đi lại là hoạt động thể chất bình thường, nhưng với một người gần đất xa trời, sức lực còn lại rất ít ỏi mà phải cố gồng hết sức để diễn tuồng tàu khỏe có chi mô trước khi lên truyền thông cũng là một nỗ lực quá mức. Ông Trọng xuất hiện lần này quả là đánh đổi rất lớn tình trạng sức khỏe của ông. Cuộc họp bất thường của Quốc hội khóa 15 diễn ra vào ngày 15 tháng 1 đã được liên lịch từ trước. Vào ngày 8 tháng 1, tờ báo Tuổi Trẻ có đăng bài viết cho biết triệu tập họp Quốc hội bất thường lần thứ 5 chốt 4 nội dung xem xét quyết định. Lẽ ra trước khi mọi kỳ họp của Quốc hội này diễn ra kỳ họp của Trung ương Đảng để đưa ra nội dung cho vở diễn của Quốc hội. Tuy nhiên lần này vì ông Trọng nằm viện nên kỳ họp của Trung ương Đảng bị hủy và kỳ họp Quốc hội diễn ra sau đó. Thông thường Quốc hội họp bất thường là để giải quyết những vấn đề cấp bách như bỏ phiếu bãi nhiệm quan chức bị kỷ luật. Tuy nhiên tại kỳ họp bất thường này Quốc hội lại bàn những việc rất bình thường, hoàn toàn có thể để đến kỳ họp chính thức cũng được. Ví như Quốc hội bàn về dự luật đất đai sửa đổi, dự luật tổ chức tín dụng, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù và dự thảo nghị quyết về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đứng lên, Võ Văn Thưởng đưa tay ra đỡ vì sợ ông đổ gục. Trên danh nghĩa, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là một đại biểu Quốc hội, lá phiếu của ông cũng chỉ là một trong 500 lá phiếu khác, mà hầu hết các dự luật được thông qua ở Quốc hội bù nhìn này đều có tỷ lệ từ 80 tới 100%, chứ không bao giờ có trường hợp rằng quanh co con số 49 hay 50 như các nước dân chủ, nên lá phiếu của ông Trọng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khi sức khỏe của ông không đảm bảo thì ông hoàn toàn có thể nghỉ ở nhà và các đại biểu khác cũng như vậy. Tại sao ông mang thân xác nặng nề trên đôi chân cả lết của ông để đến hội trường Ba Đình làm gì? Đây chẳng phải hành động đánh đu với tử thần hay sao? Ở tuổi 80 và đã trải qua một lần bệnh nặng cách đây 5 năm đã cướp đi sức khỏe của ông rất nhiều. Ở tuổi này sức khỏe như thế lẽ ra ông nên từ bỏ quyền lực để vui thú điền viên bên con cháu, nhưng ông lại say máu quyền lực, muốn chứng tỏ bản thân trước thiên hạ rằng ta đây vẫn có thể ngồi tiếp mặc dù sức khỏe của ông càng ngày càng xuống tệ hại. Cũng e rằng nếu ông không gạt bỏ được những tham sân si để mà an hưởng tuổi già thì có ngày ông sẽ bỏ mạng ngay trên chiếc ghế quyền lực ông đang cố lưu giữ. Lẽ ra ông không cần phải chứng minh trước dư luận rằng tàu khỏe có chi mô bằng cách gồng mình gắng sức để bước vào hội trường. Ông cố chứng minh cũng chỉ sẽ làm thiệt thân ông chẳng ích gì cho bất kỳ ai cả. Quý vị và xem bản tin diễn tuồng tàu khỏe có chi mô, ông Tổng đang đùa với tử thần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Tổng Trọng xuất hiện, hai lần trọng bệnh đã nện ông tơi tả. Khoảng 10 năm trở lại đây, trên chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện nhiều cái chết bất đắc kỳ tử. Đầu tiên có thể kể đến là ông Nguyễn Bá Thanh,
rồi sau đó là ông Trần Đại Quang, và gần đây nhất là ông Lê Văn Thành. Còn những cái chết bí ẩn khác, tuy nhiên nhiều người chết là quan chức đã về hưu nên không nằm trong vòng tranh giành quyền lực, mà được liệt vào dạng bị bịt miệng hoặc bị trả thù. Lần này ngã bệnh, nếu không chết thì sức khỏe của ông Tổng cũng sẽ rất yếu. Ông Nguyễn Phú Trọng đã một lần nữa ngã bệnh thập tử nhất sinh, nhưng may mắn vượt qua. Khác với nhiều quan chức khác, ông chọn chữa trị trong nước chứ không đi nước ngoài. Nguyên nhân vì sao lại như vậy? Nếu nói nền y học Việt Nam không đủ sức để chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo, thì tại sao các bác sĩ Việt Nam lại cứu được ông Trọng thoát khỏi bàn tay của tử thần? Có ý kiến cho rằng các quan chức cộng sản chọn ra nước ngoài chữa bệnh vì họ không tin vào ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương. Họ không tin vào con người chứ không phải không tin vào tay nghề của bác sĩ và thiết bị y tế ở đây. Những bác sĩ ở tuyến đầu của nền y học Việt Nam cũng tương đương với các bác sĩ giỏi trên thế giới. Nếu nói bác sĩ chữa bệnh vì trách nhiệm cứu người thì các bác sĩ dưới trướng của ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương lại chữa bệnh theo mệnh lệnh. Biết đâu có thể có một mệnh lệnh từ trên cao chỉ đạo xuống rằng cho bệnh nhân ngủ vĩnh viễn, thì vai trò của các bác sĩ này lại thay đổi 180 độ. Từ chỗ cứu người thành ra thuốc luôn bệnh nhân. Mà một khi bệnh nhân bị thuốc thì bác sĩ, vì không ai có thể nghi ngờ vì cái chết đấy cả. Ông Nguyễn Phú Trọng chọn nằm viện ở Việt Nam vì thứ nhất, ông kiểm soát hoàn toàn ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương. Thứ nhì, ông có đội ngũ y bác sĩ được Tập Cảnh Bình đưa từ Trung Quốc sang để chữa trị riêng cho ông, theo một nguồn tin riêng cho biết. Chỉ có như vậy, ông Trọng mới an tâm điều trị tại Việt Nam. Thực tế, trên chính trường của Việt Nam đang tranh nhau rất khốc liệt. Có rất nhiều cách để mà có thể hạ bệ lẫn nhau. Cách thông thường nhất là liên minh, liên kết để mà quẳng đối thủ vào lò và từ đó chiếm ghế của nhau. Cách khốc liệt nhất là ra tay đoạt mạng của đối thủ, mà thực tế đã có rất nhiều quan chức là nạn nhân của chiêu trò này. Những người bên cạnh ông Tổng Trọng liệu có thực sự mong ông sống hay không? Trong tình hình tranh quyền đặt lợi khốc liệt hiện nay, khó có chuyện ai đó tiếc thương cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nếu chẳng may ông không qua khỏi cơn bạo bệnh này. Những người là ứng viên cho chiếc ghế của ông thì chắc chắn họ không muốn ông sống, cho dù bề ngoài họ luôn tỏ ra quan tâm đến sức khỏe của ông. Còn những người không có khả năng tranh ghế của ông nhưng lại có thể chám vào ghế của những người đã thay ông thì họ cũng muốn ông chết để có cơ hội cho họ thăng tiến. Trò chơi chính trị xưa nay vẫn là trò tranh quyền đoạt lực. Ở xã hội dân chủ, cuộc chơi này khá công bằng vì người dân được trao cho vai trò trọng tài. Còn trong xã hội Việt Nam, nhà nước độc tài không cho dân can thiệp vào mâm quyền lực, thì cuộc chơi sẽ diễn ra theo những luật màn dợ, mạnh thắng, yếu thua, cá lớn, nuốt cá bé. Ai có thế lực mạnh, có thủ đoạn thâm hiểm hơn và có nhiều tiền hơn thì sẽ thắng. Vì thế, quan chức Việt Nam luôn mong chờ ông Trọng nhắm mắt xuôi tay, để lại chiếc ghế trống cho các đồng chí đeo găng thượng đài đấu nhau. Ông Trọng xuất hiện tại kỳ họp Quốc hội sáng ngày 15 tháng 1, trông rất ốm yếu. Kỳ họp bất thường của Quốc hội vào sáng ngày 15 tháng 1 cho thấy ông Trọng đã xuất hiện tại hội trường Ba Đình. Như vậy, một lần nữa ông lại tai qua nạn khỏi. Nhưng trong buổi họp này, ông tỏ ra yếu hơn trước đó rất nhiều. Khi được giới thiệu, ông chỉ đứng dậy vài giây rồi lại ngồi xuống luôn. Xem ra sức lực của ông sắp cạn. Người ngồi đằng sau là bà Phạm Thị Thanh Trà và người ngồi kế ông là Võ Văn Thưởng đều phải đưa tay ra để mà đỡ ông. Xem ra dù ông thoát lưỡi hái tử thần lần này, nhưng nếu quyết bám ghế thì ông sẽ ra đi trong một ngày không xa, ngay trên chiếc ghế tổng bí thư của mình. Qua cơn bạo bệnh lần này, có lẽ ông Trọng thấy được người dân trông mong ông chết như thế nào. Không chỉ có dân, có thể các đồng chí của ông còn mong ông sớm đi hơn, để họ còn chuẩn bị chiến đấu với nhau giành ghế mà ông để lại. Qua hai lần Trọng bệnh, ông Trọng vẫn sống, nhưng khả năng cầm cự với ngày một yếu dần, át hẳn có đồng chí đang mừng thầm trong bụng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng Trọng xuất hiện hai lần Trọng bệnh đã nện ông tơi tả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất,
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de